nhất là mồm rồi. Này, diễn cho ai xem đấy? Càng diễn thì càng chứng minh là hai người không có cái gì với nhau cả. Diễn đâu? Cố tình thân mật cho tôi xem đấy à? Mặc tốt, phải tận mắt chứng kiến như thế này thì mình mới càng khẳng định được. Cái đồ gà mái hẻo lánh như cậu không thể nào là bạn trai của Dương được. Sao nhỉ? Ăn nói cẩn thận nhá. Cậu bảo ai hẻo là ai là gà mái hả? Tôi nói cậu đấy, không ăn nói cẩn thận thì làm sao nào? Nói gì đi. Tôi còn mách đây này. Này, hơi quá đà ở đây nhá. Động vào ai thì động, chứ động vào Bảo ấy là không xong với tôi đâu. Trên thế giới này ấy, không ai được bắt nạt Bảo ngoại trừ tôi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Dương, dù thế nào em vẫn không tin hai người là một đôi đâu. Bỏ cái tay ra. Giờ thì tin chưa? Dương ơi! Điên anh à! Yêu bóng vía thế. Không ai ăn thịt cậu đâu mà phải sợ. Bên nhau hơn 5 năm cơ à? Tất nhiên. Hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc cờ á. Chuẩn luôn. Kỷ niệm nào cũng nhớ không sót dù chỉ một ly á. Ừ, yêu nhau mà. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một phép thử nho nhỏ nhá. Chơi công bằng với cậu luôn. Bằng chính những kỷ niệm sâu sắc của cậu, cậu hãy mô tả những kỷ niệm của cậu với người yêu tớ bằng 10 từ. 10 từ á? Ừ, sao? Sợ rồi đấy à? À, ý tôi là một từ Dương còn nhớ, huống chi là 10 từ. Ừ, nghe quá nhở. Để xem. Đây, chuẩn bị sẵn cho cậu luôn. Mỗi từ một tờ. Ghi đi. Lần này tôi chơi đẹp với cậu luôn. Bây giờ cậu bốc ra 3 từ khóa bất kỳ, nhắn tin cho Dương. Dương sẽ dựa vào những thông tin trên để tìm thấy cậu. Trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu vào 12 giờ trưa nay. Nếu sau 12 tiếng mà Dương không tìm thấy cậu ấy, thì Dương sẽ thuộc về tôi. Đây chính là cơ hội để cậu nhận biết được vị trí của mình trong lòng Dương ấy. Còn nếu không ấy, tránh xa Dương của tôi ra. Thế thì không chỉ mình tôi thấy, mà cậu cũng sẽ biết được là tình cảm của cậu dành cho Dương là vô lý như nào. Ok. Để xem. Để xem.